làm nồi cho Future 125 tại tiệm xe khách. Lắp ráp gần xong nha anh em. Anh em nào chạy Future 125 máy yếu hao xăng, ngồi kêu máy kêu qua tiệm xe khách nữa. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Xe khách nó nhận làm nồi cho anh em. Bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng. Thời gian làm nồi khoảng 1 tiếng là xong nha anh em. Em tranh thủ tới sớm làm xong sớm ha. 8 giờ mở cửa tới 5 giờ. Tiêu chờ 125 FI. Có nhà nó cấp máy lên full 125, 135, 150, 175, 200, 150 nha anh em. Bao đi tour đi phượt ngon ha. Anh em ở xa không tới tiệm thì có thể liên hệ Khánh để mua hàng hoặc gửi xe ha. Khánh nhận làm xe cho anh em rồi gửi xe lại cho anh em. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Rồi, chào tất cả anh em.